Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Nam Xe Đạp. Hôm nay thì lời nói đầu tiên thì cho em Nam được chúc tất cả sức khỏe, quý cô bác các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, năng động và sức khỏe nhá. Một trong những cái nhãn hiệu xe đạp nổi tiếng thì có của Đài Loan, có nước ngoài, có Trung Quốc, thì hôm nay em Nam sẽ không nói đến những cái nhãn hiệu như vậy mà em Nam sẽ giới thiệu và review cho các bác một mẫu xe đạp của Việt Nam. Đó là hãng xe Sukio. Hãng xe Sukio thì các bác có thể tìm hiểu ở trên mạng là cái hãng xe này thì nó sản xuất rất là nhiều xe đạp dành cho các lứa tuổi học sinh cho đến là người lớn. Những cái chiếc xe mini dành cho trẻ con và những cái chiếc xe dành cho người lớn rất là đẹp. Và những cái chiếc xe đó như thế nào, đẹp như thế nào và giá thành của nó ra làm sao thì trong video ngày hôm nay thì em Nam sẽ review cho tường tận chi tiết cho tất cả quý cô bác anh chị biết thêm về nhãn hiệu xe đạp Sukio này, là một hãng xe đạp dành cho người Việt nhé. Còn bây giờ thì không để các bác chờ đợi lâu thì em Nam mời các bác là cùng em Nam là chia sẻ, là đánh giá và review chiếc xe này. Trên màn hình nhỏ của các bạn đang thấy đây là một trong những cái chiếc xe của Sukio bánh 20 inch dành cho bé từ 7 tuổi cho đến 10 tuổi. Hiện tại chiếc xe mà em chọn ra để review là chiếc xe có màu xanh. Nhìn rất là đẹp. Em sẽ quay qua một lượt để cho quý cô bác anh chị thấy rõ về tổng quan chiếc xe này. Như đầu video em đã nói thì chiếc xe này được hãng Sukio, nhà máy ở Việt Nam sản xuất. Có thể nói rằng là chiếc xe này sản xuất ra để phục vụ cho những người Việt Nam chúng ta. Thì để đi đánh giá và chi tiết của chiếc xe này thì đầu tiên thì chiếc xe này được nhà sản xuất là phối với 4 màu. Và hiện tại ở trong cửa hàng em thì cũng có 4 màu. Đó là màu xanh như trong video này, màu kem với lại cà phê, và màu trắng và màu hồng. Chiếc xe rất đa dạng màu sắc cho nên là chúng ta có thể là tự do lựa chọn những cái mẫu xe mà con em chúng ta ưa thích. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói rằng là chiếc xe này thì được nhà sản xuất là sản xuất một chiếc vành nhà 20 inch, và lốp thì vân rất là to. Các bạn có thể thấy rằng đây ở trên mặt lốp thì cái vân lốp rất là to, tạo một cái cảm giác bám chắc khi đi trên đường. Phục thì của nó thì là phục thép tép đơ nhá. Đi lên phía trên thì được trang bị một giỏ cùng màu cùng chiếc xe luôn. Ở đây thì
ghi đông được thiết kế uốn lượn rất là đẹp và thẩm mỹ. Dây phanh thì màu giả, gọi là giả vân gỗ đấy. Về chất liệu, rồi để nói về màu sơn á, thì mẫu xe này có 4 màu sơn: màu xanh, màu kem cà phê, màu trắng và màu hồng nha các bạn. Thì đây thì em Nam sẽ quay vào gần để cho các bác thấy được cái màu sơn, nước sơn của chiếc xe mà nhà sản xuất đã sơn. Đây các bác có thể thấy rằng là nước sơn rất là đẹp. Chiếc xe này được nhà máy sản xuất phủ với lớp sơn rất là đẹp và được dán tem nhãn mác Sukio rất là đẹp và các họa tiết rất là bắt mắt. Màu sơn của chắn bùn đấy ạ. Chiếc xe này thì được nhà sản xuất là sản xuất với hình thức khung là hai khung, có khung trên thì nhỏ và khung dưới thì to hơn, thì nhìn mang lại cái chiếc xe rất là chắc chắn nha các bạn. Được sản xuất với một chiếc yên, được lắp ráp một chiếc yên. Nó không phải là da nhưng mà nó là nhựa giả da, nhưng mà ngồi thì cũng rất là êm. Còn đây thì nhà sản xuất đã được trang bị một thêm một yên sau để cho các bé có thể chở thêm người hoặc là chở thêm em gái hay là em trai gì đấy. Người ngồi sau thì rất là êm. Lốp sau thì nó cũng vậy thôi. Lốp sau thì cũng vẫn to như lốp trước. Trang bị một phanh phanh cơ. Chân chống thì chân chống đứng. Rất là chắc chắn luôn tôi ạ. Một đặc điểm nổi bật nữa đó là nhãn hiệu xe đạp Sukio này, dây phanh thì được đi âm trong khung thì rất là gọn gàng, mà bảo vệ được nó bảo vệ được chiếc dây phanh này khỏi thời tiết môi trường xấu và có thể dẫn đến là chiếc dây phanh nó sẽ bị hỏng qua thời gian năm tháng. Tay lắm thì theo như mình thấy thì được thiết kế khá là tinh tế và đẹp. Tay phanh cũng vậy, màu là màu giả giả vân gỗ, giả gỗ. Chiếc xe này thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 1.600.000 đồng. Nếu mà ở các bác nào ở Hà Nội thì em free ship. Còn các bác nào tỉnh thì em ship code đến nơi kiểm tra hàng thoải mái và nhận xe và sau đó thanh toán tiền. Chiếc xe được trang bị thêm một cặp để chân để cho người ngồi sau. Ngoài những cái mẫu ngoài những cái mẫu xe hai khung như thế này thì bên Sukio, hãng xe Sukio còn sản xuất thêm mẫu một khung và là khung to, nhìn cũng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nếu như mà quý khách hàng nào mà muốn mua xe hay là tìm hiểu thêm về chiếc xe này thì hãy liên lạc
Hãy book cho em qua số điện thoại 0328 025798, cũng là số này cũng là số của Zalo luôn, hoặc là số 0345 519534 thì em sẽ gửi ảnh video hoặc là ấy để tư vấn cho tất cả khách hàng. Trong dịp hè này thì các bác có thể mua một chiếc xe như thế này về để làm quà cho con và để cho các bé vui chơi thỏa thích vào mùa hè mà không lo đến cái vấn đề bé xem điện thoại, hay là có thể tăng cường được sức khỏe cho bé trong dịp hè này nhé. Thì video review xe đạp của hãng Sukio Mini 20 inch của em đến đây là kết thúc. Nếu như các bác thấy video này hay thì đừng quên cho em một like và một đăng ký kênh và nhấn